Đứa nào ạ? Ăn tối cùng Mẫn nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món gà tím nướng mỡ hành cùng với cơm. Nóng thấy bà nội cho mày vô mày lột đi. Ôi là trời. Mẹ kêu qua không biết lột, mày nói mày lột cho. Nhưng mà người ta đó, người ta lột vậy kêu không chuyên nghiệp. Còn ba cao quyêu, bà wow còn hơn là mèo wow đó. Mèo wow còn lẻ hơn mày à. Oh God, please no, no. Nè, mày miếng dài nè. Nước của nó nè, ngon. Hôm nay thì mình sẽ ăn gà tím xào mỡ hành ăn với lại nước mắm ớt. Phải thiệt là nhiều ớt, phải thiệt là cay như thế này mới ngon nha. Món này ăn thì rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần một dĩa. Dĩa gà tím mỡ hành như thế này, sau đó là mình sẽ lấy cái nước mắm ớt này nè. Mình chan lên đây. Đó, mình chan góc nào mình ăn góc nào mình chan góc đó. Rồi trộn lên. Mời cả nhà. Ngon. Cay mặn béo ăn cùng với cơm trắng tuyệt vời luôn nhí. Này ăn là siêu bắt cơm luôn. Tại vì con làm bạn của ca. Con uống nước rồi. Rồi nãy hả con nhảy đùng. Chú Tím đang quay chú Tím ơi. Tôi kể, Nghỉ hồi ăn chật nè. Chưa có nước mắm khúc đó, chưa có nước mắm khúc này. Không ăn nhiều yêu bảo ơi, nó lấy đẹp mà. Cái này mình phải uống miếng nước nha. Thấy chưa? Mày không được vô cái phòng này nữa. Nói cái mặt nó gì nè. Con nghe thì con phải làm sao? Tôi tính uống trong lon. Bà tà lăng quá trời. Cả nhà yêu ơi, đang quay cả nhà yêu ơi. Múc băng cần cái tiếng ASMR. Cái gì? Mệt quá mất rồi. Nè mẹ lấy cho nó đi mẹ. Đi ra. Đi ra. Nè hai đứa cặp đây. Tiếp tục nha. Mẹ ơi! Mẹ! Con ca! Ngon quá à, trời ơi.